touch is coke and mentos. Going up until we let go. When we touch is coke and mentos. Going up until we let go. Going up, but we still won't let go. Trời ơi, em làm gì mà nhà dở quá. Em biết nhà bừa bộn dơ mà vô không có hết mi nữa để làm cho xong. Coi coi thiếu thốn cái gì để ra chợ còn mua nữa thôi. Tới bữa đó chen lắng mệt nữa. Tết rồi mà không có chuẩn bị tiếp gì trơn, làm cái gì trong tàu lao không à. Trời ơi. Hết mi đi. Trời ơi trời. Làm gì em không nổi, chứ không giúp còn làm cái gì tàu lao nữa vậy. Dở. Ai thối vô cái tép đi mà vô hỏi này vô bóng bóng. Mà bán hoài gì trời? Không, em đang lướt Shopee coi mua đồ nè. Mua cái gì? Wow, nãy giờ chưa lướt Shopee để lấy lì xì cho My đó hả? Đúng rồi. Trời ơi, My and You phải tranh thủ lên sân sale từ giờ cho đến ngày 27 tháng 1 thôi. Dũng ơi, còn có nhiều món giảm giá 8k mà còn được thêm voucher 88k với free ship nữa nè. Biết rồi. Order now cho My chưa kịp Dũng ơi. Lê ơi, ơi. Shopee nè. Wow, lắm việc ơi. Shopee Tết sale, tìm miễn phí vận chuyển toàn quốc trong tiền voucher, lướt Shopee ngay. Ô, mẹ ơi. Makeup ai mua là Du không có lấy của mình, Du xài nha Du. Đi rồi. Cái này là cái gì? Du đi ham Du hỏi vậy. Chocolate. Chocolate nè, 23. Cái này là for, cái này nè, for ham cream. Chocolate mà. Chocolate ăn nha, ố bệnh cho Du ăn nha. Em ngon như matcha nè, mắt mua sao mất. Trời ơi trời, nãy giờ mua có 2 cái luôn, 3 cái luôn, nó mua sao mất rồi. Em bảo đang giờ là đen nữa. Mua mặt tặng một, cái này giảm giá discount 80%. Nhớ rồi, ăn sáng. Ăn sáng Du bị khùng hả, Du ăn sáng đi. Nghe thúc. Du biết cái gì mà hát. Em mắt cha nè, mắt cha nè. Mình chia đâu. Quay 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 quay. Anh không nói điều đâu. Vì từng câu hứa anh đã nói rằng mình yêu nhau. Ôi mà tôi. Cái gì không mày tới? Sao em thấy xoài? Du không có xây hạn cũng cho Amy. In here đây cho tag mà nó like on the shop không có tag được. If in here can not tag và tag on us. Xin có mệt ok. Trời put in your hair. Du bị khùng hả? Put in here here. Ừ. Em trả đi. Ồ, vô trả hả quay mi? Không, sao? Hết tiền rồi. Hết tiền hả? Ừ. Ok, chia tay, xa nhau. Vy ơi, magic trick. What magic? Magic trick for TikTok. Stand around here. I'll make this egg go inside this bottle. How do you know? Làm sao biết? I've seen someone do it, ready? One, two. Hi! How you can do it, huh? Look inside. Sorry, babe. Sorry, you gọi đợi chứng đâu? Kết phong đi đợi chứng. Không biết. Nhanh lên! Ở đây! What? Ở chứng chưa xây bút bên kia nè, Yuxi nè, hao? You cho me xem mà ghen tay. Không. Nhanh lên! Không. Ây ây ây. Ai. Oh my head. Đi rồi. Cái gì? Sao em bực bội? Du đang chọc bên xong đi rồi Du say hả? Sao em bực bội? Ok ok. Em biết hip hop never die đúng không? Nói gì tào lao đó là sao? Because you em never saw. Thật sao? Love you baby. Hôn em đi. Dạ tôi thấy kìa. Hôn em đi. Không hả? Mình bước qua đời nhau, để lại thương đau, để lại vết số có sâu mực đau. Mình đã từng hạnh phúc, phải không em ơi? Mình bước qua đằng nhau.
Vô muốn bước qua đời nhau không bà nội cha nó bước qua đời nhau à vậy đó. Ngày bắn tát 50 lần. Vô bước qua đời nhau không ai cho vô về mẹ vô vô bước qua đời nhau bây giờ á. Bước qua đời nhau hoài. Rồi lần qua đi mình mất nhau. Chúng ta rồi có cha. Nói ba bước qua đời nhau đi, ba phóng xuống lầu đi rồi ba bước qua đời nhau liền luôn. Vô ổ bệnh đời cỡ đó rồi vô phóng xuống lầu là vô bước qua đời nhau. Anh hay hay không? Anh giờ mới nấu xong chưa anh tới bụng á? Chưa. Trời đất ơi, vô nấu gì mà lâu quá vậy? Trời ơi, kìa coi nó bừa bộn kìa, còn cái này vô chiên trứng gì đó mà đen còn hơn là mi nữa. Có bệnh gì vậy trời, ba ơi? Hôm nay nấu em không ngon tại vì anh bị bế mà. Thôi, vô đừng có xạo. Vô có đời nào vô biết nấu đâu, lần đầu tiên vô nấu luôn đó. Mi mà nấu cho vô mỗi ngày, có một lần nấu cũng nấu không xong. Kêu á hả, order hả, nào đi cho nó nhanh. Cứ bày đặt bày điều màu mè nấu. Nãy giờ cả tiếng chưa xong. Ok, anh không biết nào rồi. Anh order now food. Ủa ai kêu vô order nãy giờ luôn mà vô không chịu vô order. Order cho mày coi, nhanh lên. Ok. Nó đang free ship á, nhiều cái hả, giảm giá nữa mà vô không chịu order. Đi vô màu mè vô nấu. Ok. Order nhanh nha. Em camera mua. Well, vì ơi, nhiều lắm. Trời ơi, vô mua pho bà nội mày ăn cái gì mà mua dữ vậy Dũng? Thơm quá. Trời ơi Dũng, vô muốn mày mặc cái gì, vô order pizza này, vô bánh ngọt này, rồi gà gác nữa, rồi thêm vô order trà sữa nữa, vô muốn mày mặc đúng không? Em đi, ăn đi. How much order this? Rẻo. Duy nhất ngày 5 tháng 5 lên Up Now với hàng ngàn voucher khủng ở khung giờ vàng, tha hồ đặt món ngon ăn uống đã luôn. Trời ơi, em làm quay vậy hả? Ăn sầu riêng hả? Sao? Sao? Mẹ có ăn chốt đây mà vô hồn bà không tha đi nữa vậy? Why you see crazy? Because xạo quá. Đi vô chỗ khác chơi. Cho anh một minh nhờ. Ờ, để hát nó lên chút xíu mà. Give me some. No. Give me some. No. Give me some. Đi đường go đi. Okay. Rồi. Photo. Photo ready. 1, 2, 3 Photo mà đâu đi. Một xin lỗi. Xin lỗi gì bà? Khùng cái gì mà xin lỗi hết. Xin lỗi rồi đừng bước qua đời nhau. Liên liên. Hôm nay vì thức giận nên anh mua quà cho em. Quà đẹp không? Vì ơi, nè. Đi ra chỗ khác nghe, mày đang không có happy đó. Anh mua cho em. Vô bị khùng hả? Cái này là hoa cho người chết, người đét. Trời ơi, vô xin túi bịch đâu quá. Vô bán cái này. Anh không biết. Vô ngu hả? Vô làm gì mà vô không biết? Vô nhìn là vô biết vô hát ai. Đi ra chỗ khác nha, si do phay lại mắt nóng rồi đó. Nhưng mà hoa đẹp mà. Má chán thằng này ghê á. Trời ơi, anh không biết gì đâu. Có ngày chủ nhật rảnh mà không chịu dẫn mình đi chơi, nằm ở nhà chơi Liên Quân. Bây giờ tao lấy cái này tao đẩy cho sạch lông luôn, cho biết cái cảm mình muốn khỏi chơi. Hello Dũng ơi, đang làm gì vậy? Go away, chơi Liên Quân. Wow, chơi Liên Quân luôn, I like you rồi đó. I mean the game, go away. Yeah, I thấy you dễ thương quá nè. Whatever, go away. You chơi game mất bị thay rồi đó. Game hả mày, game. I'm gonna die. Stop game. Vô ai thoát mà kêu vô dẫn mày đi chơi vô game hả? Cạo phải vô gửi hết trong chân luôn. What's wrong with you, ai? Ai thoát vô á mà dẫn mày hả? Chủ nhật đi chơi mà vô lo chơi game nè, ai còn cạo vô hả? Lần sau cạo đầu vô luôn á chứ không có cạo trong chân đâu nha. Thừa. Chết chân rồi mày ơi. Đó thôi vô game bên vô play game á. Cạo cho hết luôn. You don't act. Cái gì don't act?